Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình đã quay trở lại. Và nếu như tất cả các bạn chúng ta yêu thích và theo dõi những thông tin công nghệ thì chắc hẳn rằng chúng ta cũng đã nghe một cái phát ngôn đến từ Xiaomi trước khi mà bộ ba sản phẩm iPhone mới được Apple giới thiệu vào ngày 12 tháng 9. Đó là không có một sản phẩm công nghệ nào có một cái mức giá 700 đô la Mỹ, chứ đừng nói tới những cái sản phẩm mà có giá 1.000 đô la Mỹ. Phải chăng Xiaomi đang rất là không đúng, không có chính xác trong cái việc họ phát ngôn như vậy đối với những cái sản phẩm đến từ Apple? Thì hãy cùng mình, chúng ta hãy cùng xem video các anh em nhé. Đầu tiên đó là giá trị thương hiệu và những cái sáng tạo đến từ Xiaomi có hay không? Câu trả lời là không. Mình nói là không, ở đây có nghĩa là Xiaomi đã không hề sáng tạo. Vì sao lại như vậy? Như anh em đã thấy thì Xiaomi thông thường sẽ sử dụng những con chip đến từ Qualcomm và họ có thể rất là dễ dàng mua được những con chip Qualcomm đó. Phần thứ hai đó là cái thiết kế tai thỏ vốn được Apple giới thiệu trong những chiếc iPhone, thì Xiaomi được mệnh danh là một trong những người cosplay tai thỏ có độ chính xác và tỷ lệ chính xác cao nhất. Phần thứ ba đó là mặt lưng trong suốt thì đã được HTC họ sử dụng từ lâu. Vậy điểm nào là những cái điểm mà Xiaomi họ đã sáng tạo? Gần như là không có điểm nào cả. Xiaomi đã gom góp từng cái phần nhỏ từ những hãng công nghệ khác nhau và họ trộn lẫn để trở thành một loại sinh tố lúa gạo mà mình nghĩ rằng không có một cái điểm gì sáng tạo trong cái món sinh tố này cả. Vậy câu hỏi đặt ra là tại vì sao Xiaomi như vậy nhưng mà Apple, Huawei hay là Samsung thì họ luôn luôn đắt đỏ? Câu trả lời đó là bởi vì Samsung hay là Apple hay là Huawei thì họ luôn luôn rất là sáng tạo. Họ chi hàng chục tỷ đô la Mỹ cho cái R&D, có nghĩa là Research and Development, để mà họ có thể phát triển sáng tạo ra được rất là nhiều cái sáng kiến của riêng họ. Như Apple thì chúng ta sẽ có con chip A12 Bionic, như là Huawei thì chúng ta sẽ có những con chip như là Kirin 980 thì cũng đã đều theo những cái tiến trình 7 nanomet mới, và cùng với đó là Samsung cũng sẽ có chip Exynos cho mình. Và các bạn có thể thấy rằng khi mà họ đầu tư hàng chục tỷ đô la Mỹ cho cái việc nghiên cứu và phát triển như vậy thì mỗi sản phẩm công nghệ họ bán ra không chỉ là giá của phần cứng nữa, mà đó là một cái mức giá thêm vào những cái phần mà họ đã phải nghiên cứu để phải phát triển. Và hơn hết thì trong mỗi sản phẩm đến từ Apple hay là đến từ Samsung hay đến từ Huawei thì chúng ta sẽ được những cái hãng này họ cung cấp thêm những cái thuật toán, những cái phần ở bên trong con chip được gọi là Neuron Engine. Đây là một cái phần mà nó giúp cho Machine Learning hay là AI được hoạt động tốt hơn trên những cái dòng điện thoại này. Và đó là một cái điểm mà khó để những cái hãng công nghệ khác có thể bắt chước được, đặc biệt là Xiaomi. Ok, vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta quay trở lại với câu chuyện của Xiaomi. Như tất cả chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy thì việc mà chúng ta copy một cái thiết kế, một cái ý tưởng hay là một cái phần cứng như thế nào của một cái hãng công nghệ thì mình nghĩ nó không quá khó. Chúng ta có thể đến Qualcomm để mua những con chip Snapdragon, có thể đến Samsung để mua những tấm nền OLED và nhiều linh kiện khác thì chúng ta đều có thể mua được. Nhưng có một thứ mà chúng ta không thể nào mua được, đó là phần bên trong, được gọi là những cái phần mềm, những cái công nghệ được áp dụng trên mỗi chiếc điện thoại. Và điểm đó thì rất khó để Xiaomi có thể học hỏi cũng như có thể copy được từ những cái hãng công nghệ lớn. Thực sự ra thì Xiaomi của chúng ta không có gì có thể tự hào ngoài mức giá rẻ. Có nghĩa ở đây rằng Xiaomi vẫn luôn được người dùng biết đến bởi vì nó có một mức giá quá rẻ, và dường như là một cái mức giá cạnh tranh là cái thứ mà để Xiaomi họ giới thiệu, họ marketing, họ làm thương hiệu về những cái sản phẩm của họ. Thì cứ nhắc đến Xiaomi thì chúng ta sẽ biết về những cái mức giá rẻ, đa số sẽ là như vậy. Và có một cái thực tại nữa là Xiaomi đã được người dùng của chúng ta phải lòng bởi cái mức giá rẻ như vậy. Có nghĩa là những người dùng nào mà chúng ta mong muốn có một cái mức giá rẻ và cấu hình cao thì mình nghĩ rằng đều phải lòng Xiaomi. Nhưng mà có lẽ rằng nếu như mà Xiaomi họ kiệm lời hơn trong việc mà chê bai hay là nói xấu những cái hãng công nghệ khác thì có thể là họ sẽ chiếm được càng nhiều cảm tình của người dùng hơn nữa. Tóm lại thì Xiaomi đã bắt đầu thay thế cái chiến lược của mình bằng cách là sinh ra một cái thương hiệu con là Pocophone F1,
Để cái thương hiệu con này nó sẽ đánh trực tiếp vào những cái hãng công nghệ lớn khác, còn Xiaomi thì lại tập trung phát triển. Như chúng ta có thể thấy rằng đối với những cái dòng như là Mi 8 EE thì Xiaomi đã bắt đầu tập trung hơn nhiều vào thiết kế và phần cứng để có thể tăng giá sản phẩm này hơn một xíu nữa. Và có thể là sau này chúng ta sẽ nhắc tới Xiaomi không chỉ là một cái hãng công nghệ với một cái mức giá rẻ, mà thay vào đó chúng ta sẽ có một cái hãng công nghệ với nhiều thứ hơn. Một cái phần cứng được đầu tư đàng hoàng tử tế và một cái phần mềm được tối ưu hóa để mà đồng bộ với phần cứng nhiều hơn. Đó là những cái suy nghĩ cá nhân của mình về Xiaomi. Anh em nghĩ sao về video lần này? Hãy comment ý kiến của anh em ở bên dưới cái video này anh em nhé. Mình là Phong và đến từ B Channel. Xin chào và hẹn lại các anh em trong những video lần sau. Bye!